dịch lộn đây bà con ơi, dịch lộn đây. Chân 16 tuổi chưa có lông, chân 18 tuổi lông mọc liêm nhiêm, còn chân 22 tuổi là lông trẻ hai mái. Mãi vô bà con ơi. Đây 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 đây. Cửa hàng hột vịt lộn xin kính chào quý khách ơi, mã vô hột vịt lộn đây. Trời ơi, mấy bữa nay sao ban buông nó ê ẩm quá vậy? Thật là quải trưởng quá các bạn ơi. Hột vịt lộn đây. Mình ước gì có con khùng nào đi ngang đây mua hột vịt lộn mình nè. What the fuck? Trời ơi trời. Quá trời ê rồi. Dịch lộn đây bà con ơi, dịch lộn đây. Chân 16 tuổi chưa có lông, chân 18 tuổi lông mọc liêm nhiêm, còn chân 22 tuổi là lông trẻ hai mái. Mãi vô bà con ơi. Đây 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 đây. Trời ơi là trời, thật là mình quá đây. Rau hồi sáng sớm tới giờ mà chưa có ai mua gì hết. Rau tới cái con cậu nó khát nước luôn rồi. Trời ơi trời. Trời ơi, quá trời ế ẩm luôn rồi. Wow, có khách. Vô đây nè, hột vịt lộn nè. Ơi khách, đây nè khách. Hột vịt lộn nè khách. Đây. Vô. Hột vịt lộn đây. Ước gì có khùng nào mới vô đây ăn hột vịt lộn mình đây. Ê, đói bụng quá. Chủ quán, cho tôi cháo lòng chủ quán ơi. À đù, linh dữ ta. Mới nói tới liền trời. Ủa mà mình bán hột vịt lộn sao nó kêu cháo lộn ta? Mày có điên không trời? Hả? Thằng kia, mày khùng cái gì mày? Tao bán hột vịt lộn sao mày kêu cháo lộn? Chứ đang bán cái gì? Hột vịt lộn nè. Tao xin tự giới thiệu. Sao? V16. Lộn 16 là lông mọc. Chỗ có chỗ không. Còn này 18 lông mọc lưa thưa, còn 22 lông mọc trẻ hai mái. Thì cho một trứng 18 đi thôi, ăn 16 trứng ha. 16 phải không? Đây. Ủa, mà tại sao là lông trẻ hai mái? Tại này hai bên cánh nó lông mọc nhiều hơn. Thôi cho 16 trứng đi. Nè 16 có 16. Rồi này ăn sao? Ăn phải không? Nè đầu tiên cầm cái muỗng. Rồi. Đúng không? Vuốt nhẹ. Vuốt gì hả? Một món thôi, nhẹ. Rồi. Vuốt nhẹ. Liếm. Rồi. Khó nó tụi mày. Khó nhiều cái vậy hả? Ừ. Xé ra, xé từ từ thôi, chừng đau á. Nâng niu đó hả? Nâng niu. Tại nó còn nhỏ, nó lông mọc chưa đều. Sao đi ông bán không to gao gác muối gì cho vậy? Trời ơi thời đại giờ ai ăn gao gác. Rồi sao nữa? Rồi hút nước. Ngon. Ngon. Quá ngon không? Ngon. Thì 16 rất là ngon. Rồi còn 18 ngon hơn không? Ngon chứ. Cái thằng này sao mày ăn dữ vậy trời? Gì? Mày ăn dữ à? Chứ sao? Nó còn nhỏ mày từ từ mày ăn thôi, mày ăn lẹ quá nó đau sao? Vậy hả? Ta ăn từ từ thôi. Bởi vì chết luôn. Nó không có lông. Đâu? Bởi vì 16 tuổi lông ít lắm. Nó lột chứng lộn 16. Lông ít. Nó còn nhỏ á. Được. Hàng ngon. Chứ không ngon sao bán. Nó kỳ thiệt trời. Ngọt mặn. Ngọt mặn hả? Chắc thì nói lột luộc rồi bỏ muối. Hàng chi nó mặn quá. Mày ăn rồi làm đổ cái này nó bắt đền ngang. Bán ngon mới bán chứ không ngon bán chi. Nó béo. Béo không? Béo. Trời ơi gạo nãy giờ khát nước quá. Ai ngờ gặp được này trời.
vô nó ăn còn không biết cách ăn nữa. Tôi trứng 18 đi. Trứng 18 nè. Trứng 18 là biết cách ăn chưa? Nó giống 16 không? Khác. 18 là vậy nè. Vuốt nó lên, kéo nó xuống, rồi vuốt nó lên. Vậy hả? Ừ. Rồi lấy tay vậy nè, xây vòng tròn, xây vòng tròn. Vậy hả? Xây theo chiều kim đồng hồ quay ngang. Hả? Ai hết rồi mà. Liếm theo tay. Lấy cái thủ gõ nó. Đó. Ăn lẹ đi chạy. Ủa trứng này không có năng niu sao? Trứng 18 tuổi bao ăn luôn á. Ăn phê lắm. Ai hút thì mà. Ai biết đâu 16 tuổi với 18 tuổi nó cũng ngang ngang nhau mà sao kỳ vậy? 18 tuổi là lông mọc lưa thưa. 18 tuổi mặn hơn 16 á. Phải không? Còn 16 tuổi là chỗ có chỗ không. Đó, thấy không? Trời ơi, 18 tuổi nó dạng khè luôn. What? 18 tuổi nó không ngon bằng 16. Thấy rồi, tại vì nó còn nhỏ. Nó mềm hơn, hiểu không? Rồi nước nó ít hơn 18. Lông hơi nhiều. Lông nhiều. What the fuck? Đục 22 kìa mày. Mới lông nhiều nữa, chạy hai mái luôn. Vì sao nhắn? Ăn vậy mày phải nhai chứ. Ăn trứng vịt mà không nhai sao được? Mày nhai mới hết lông. 22 lông trẻ hai mái. Ăn như phải nhai. Ai hút thì mà. Còn không nhai thì kinh cổ. 18 không ngon mà 16 đó. Tới 22 mới ngon. Tới 22 không ngon là không ăn đi. Tôi ăn hay chứ không? Ăn đi. Không. Nè, vậy luôn hả? Cũng giống vậy phải không? Mà nó hơi dài. Tại vì nó già, nó lông nhiều hơn. Nhiều hơn 16, 18. Rồi làm sao? Thì phải đè gì nè. Này nè. Gì hả? Ừ. Ôi. Hai mai chắc dai đó, không ăn đâu. Ăn trứng vịt mà cầu kỳ quá. Sao cầu kỳ? Ôi, tôi không ăn đâu, con 16, 18 được rồi. Ngon rồi. Thôi à, tôi đi à. Đi mà không trả tiền mấy. Gì? Trả tiền hả? Nhiều. Trứng 35 ngàn đó. Trời. Thì trứng có tên tuổi mà. Ăn cướp mà. 20 ngàn nè, lấy không? Lấy thôi. Trời ơi. Trời ơi trời. Ăn cướp gì vậy? Ê quên nó dép. Ai hút rồi mà. Bà mẹ nó. Lỡ rồi. Còn trứng nãy giờ nó ăn mình thấy mình thèm quá, còn trứng mình quất luôn đi để làm gì, chịu lỗ vốn luôn các bạn. Vô cuốn bãi sạp đi luôn hả chạy, thật là quải trưởng à. 22 phải ăn gì nè. Ủa. Rồi xong rồi, tôi nay chắc ngủ khỏe lắm mà. Bán hộp thịt lộn mà gặp mấy thùng này thật là quái chưởng á. Chuyện này bỏ nghe luôn rồi.
Ừ.